Dính bẫy rồi. Nó kéo cả bẫy vào trong rồi. Kéo mà nó ghét rồi. Ừ. Chuột đấy nhỉ. Vào tận trong luôn anh. Kéo kiểu gì đấy? Đến bẫy chưa anh? Rồi. Không sao rồi. Ui. Chưa thôi. Chưa tới sao vậy nhỉ? Vớt rồi, vớt rồi, vớt rồi. Vớt rồi. À, vẫn được, vẫn còn phải không? Chắc là chuột rồi, con mu vai rồi, lỗ to này. Ôi, con cầy hay sao ấy? Cầy. Con cầy rồi. Ôi, cầy. Cầy. Thế. Tưởng con trượt chứ. Kéo ra nào. Ôi con cầy. Con cầy thật à? Con trượt hôi phải không? Cầy hôi. Ui. Tưởng con hôi. Dính một tí nữa. Ôi trời ơi. Cái lô nó to. Cầy. Tưởng con ấy chứ, tưởng con chuột chứ. Xin chào buổi sáng các bác nhá. Chào buổi sáng các bác nhá. Anh Hồng. Chào các bác nhá. Chào buổi sáng nhá. Mấy anh em đi thăm bệnh sớm. Dính một con cầy. Cứ tưởng là cái chỗ này ấy cơ nhỉ. Hôm qua đặt bẫy tưởng chuột cơ. Đâu ngờ đây là cái chỗ ấy của con cầy. Đấy, sáng ra được một con cầy thôi. Bây giờ là 5:35 sáng. Trời chuẩn bị sáng các bác. Rồi, về thôi. Sáng sớm ra khai trương bẫy có lộc rồi. Chăn màn chưa làm gấp này. Sáng ra đi xem luôn. Kiểu cái bẫy này ở gần lán các bác. Ui rồi. Sáng ra làm con cầy mở mắt. Tướng ơi, hôm nay về tiêm con cầy vui chưa? Vui. Đun bếp vào đây nhỉ. Đun bếp vào nấu sáng này. Đun sáng ăn sáng xong rồi hãng bếp. Đun lửa. Bây giờ anh Hồng đi thăm mấy cái bẫy xa. Lát về sớm ăn sáng nha. Về sớm ăn sáng anh em mình đưa cụ tướng ra. Ra rừng, ngoài rừng cái. Cứ đi thăm này. Về là cơm canh chín, yên tâm. Lâm sáng đi vừa rửa nước đá. Phê tính hết cả ngủ rồi. Không rửa nữa đâu. Lạnh. Này được rồi. Quá. Tối qua ngủ đỡ lạnh hơn tí. Tối qua tầm 2 giờ 3 giờ tao vẫn không ngủ được. Thật à? Lại nhớ người yêu à? Ba ngày tầm 2 giờ 3 giờ là. Tỉnh à? Chú 2 giờ kém tỉnh, khó ngủ lắm. Tỉnh rồi mà.
lên đó. Lật người suốt này. Đây làm sao mà ngủ sau 7 giờ đây. Thịt với ít canh nữa. Đây là một canh. Cho nước vào. Cái này cho được rồi. Lót dạ tí nữa mới có sức bước bộ đi rừng được. Ra rừng được không? Càng dốc nữa. Đói lại khóc tu tu ở giữa rừng. Khóc nhưng mà đi. Này bước lại, mệt chân. Ông Hồng về rồi. Không được con gì. Đi, móm à. Tí có mấy cái nữa, đi xem sao. Đi xem luôn, à, sáng không đi nhỉ? Sáng sáng đi. Lên món, lên món. Nóng quá. Nóng quá. À cái chấm nêm hay sao ấy, cháu phải lấy gọi một canh. Đã quên chấm nêm. Chả cái kia trắng lên. Cho một ngọt nữa. Muối vào. À.
nữa này. Rồi, xả này. Cơm. Món cơm này ăn mãi mà chả thấy chán bao giờ nhỉ. Mà ăn hay nhào nháo như này mới hợp. Cơm này mà ăn chán thì chỉ có ăn ván thôi, ăn hòm thôi. Cơm thì món chính. Ăn hòm. Mời các bác nha. Mời các bác ăn sáng nha. Đun lại ít canh hôm qua ăn. Mời các bác nha, ăn sáng nha. Cái này hôm qua mà vẫn ngon anh ạ. Ngon mà. Cái nón này nó ăn hơi giống cái mùi khoai anh ạ. Dừ ra gần ăn gần giống khoai. Gần giống củ khoai rồi. Ở gần nhà thì mang mấy cục về nhà nhưng mà xa quá. Sao ạ? Mình để ba lô thấm hết. Đang xì luôn. Về đến nhà đấy xì mà. Khoai cái món này em rất thích khoai những cái món củ nhá, để cái món củ ninh ở này sướng ăn không cháo rồi. Này lấy cái kho thịt cũng hợp bơ cái củ của đam này. Xong bữa sáng. Bây giờ đi xe máy nhá. Đi thăm bậy tiếp. Đấy. Cô tướng về trước cho nó mang con cây đấy về. Anh em còn ở lại. Cho. Đi, đưa cô tướng đi. Ui anh ơi. Thanh niên này hôm nay về tiêm là lại phê phê ngay. Đau hết cánh tay ấy nhờ. Đau được 2, 3 hôm đấy. Thôi đưa đoạn này tướng nhá. Hôm khác về nhá. Về từ đây xuống đến cái đoạn đường rẽ chỗ để xe đi một lúc nữa là đến. Đây chỗ xe này. Về trước đi. Chào các bác nào. Cho mang con cầy về chứ. Mấy ngày nữa, 2-3 ngày nữa về lại gặp nhau nhá. Cho cu nó về trước, hôm nay nó phải tiêm. Bây giờ chú... quay trở lại lán, hai thanh niên già ở lại tiếp tục chiến đấu trong này. Thôi cái video hôm nay đến đây rồi các bạn. Bây giờ em sẽ xin phép kết thúc cái video hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo của hai anh em nhá. Chào các bác nhá. Đi, về lán đã.